Thật đau xót xót xa cho chú ba luôn cô chú anh chị ơi. Bán căn nhà một trệt một lầu đúc nguyên tấm mà giá chỉ có là 850 triệu thôi cô chú anh chị ơi. Full thổ cư đường ô tô, có chủ quyền nhà luôn cô chú anh chị ơi. Thích hợp kinh doanh mua bán luôn cô chú anh chị ơi. Thì đường trước nhà của mình là đường xe ô tô 7 chỗ, cách đường nhựa mình chỉ có là 150 mét thôi, cách ủy ban nhân dân. Trường học mình bán kính chỉ có là 300 mét thôi, là có chợ trường học đầy đủ luôn cô chú anh chị. Dân cư đông đúc luôn, thích hợp cho anh chị mình về đây sinh sống và làm việc nha. Ở đây mình thích hợp cho anh chị nào kinh doanh buôn bán các dịch vụ đều được nha anh chị. Ở đây mà đường dân cư rất là đông luôn. Ở đây em không có thấy cái tiệm tạp hóa luôn anh chị, về mở cái tiệm tạp hóa dựa bia là em thấy rất là ngon luôn. Thì đường tức nhà của mình là ô tô 7 chỗ mình về tới nhà luôn nha anh chị. Nhà mình sàn đúc nguyên tấm, có chủ quyền nhà đầy đủ luôn. Quá trời căn nhà này quá rẻ anh chị ơi, không thể nào mà rẻ hơn nữa. Ốp gạch tầng đóng la phong cho mình sạch sẽ luôn. Thì ở đây mình cũng gần ngay chỗ ủy ban dân xã Thân Hữu Nghĩa nha anh chị. Cách ủy ban dân xã mình chỉ có là 300 mét thôi. Đường xá anh chị mình khỏi lo, đường thông có hiển thị tên sổ luôn. Thì anh chị nào biết quyện lộ 32 thì ngay đó mình có một cái ủy ban xã Thân Hữu Nghĩa đó nha. Ga chỉ 300 mét thôi. Mình về thị trấn Tân Hiệp mình chưa được một cây số. Ga quốc lộ 1A mình thì chưa được một cây số luôn nha anh chị. Quá trời căn nhà này đẹp lắm anh chị ơi. Nhà mình thì coi em thấy là còn rất là ngon luôn. Và giá chỉ có là 850 triệu thôi anh chị ơi. Đây anh chị mình thấy không, nhà rất là ngon luôn nha. Dân cư là đông đúc, nhà sống với nhau sang sát. Và hướng nhà mình hướng Tây nha anh chị. Anh chị hợp hướng Tây nha. Đây là nhà mình hướng chánh Tây luôn. Thì cái vị trí này em thấy rất là đắc địa anh chị. Bán kính chỉ có là 1-2-300 mét thôi. Có chợ, trường học, ủy ban dân xã nè ha. Rồi ở đây mình ra cao tốc, dòng xe cao tốc Tuân Lương thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng là 1.5 km nha. Đây ở trên đây mình có một cái gác nha anh chị. Thì em thấy cái sàn này sàn đúc nha, chủ quyền thổ cư thì đầy đủ mà giá chỉ có 850 triệu thôi anh chị ơi. Quá trời ngon anh chị ơi. Thì diện tích của mình là ngang là 4m85 và sâu vô 14m30 nha. Tổng cộng mình có 74m2. Thì hiện trạng đất và nhà của mình là full thổ cư có chủ quyền, thì nhà mình là gia chủ xây full đất luôn nha, nên căn nhà mình rất là rộng luôn. Thì em thấy cái vị trí này rất là ngon luôn nha anh chị, kinh doanh mua bán làm cái gì cũng được luôn. Dân cư quá trời đông luôn anh chị ơi. Thì đường trước nhà của mình á là đường xe ô tô 7 chỗ luôn anh chị ơi. Quá ngon luôn, con đường như vậy là quá ok để cho mình kinh doanh làm ăn luôn. Thì nhà mình thì có một sân trước nho nhỏ nha, và được một phòng khách, một phòng thờ, hai phòng ngủ, một nhà sau và một phòng vệ sinh nha anh chị. Ở trên đây mình có phòng thờ ở trên nha, và có một phòng ngủ luôn. Thì nhà mình xây theo kiểu mà nhà gác lửng nha anh chị, không tầng nên căn nhà mình rất là cao ráo, rất là sạch sẽ, rất là đẹp luôn, rất thoáng mát luôn anh chị ơi. Thì căn nhà này em thấy còn mới khoảng là 85% nha anh chị, là nhà mới nha anh chị. Cửa là cửa rổ luôn, ốp gạch tường đóng la phong sạch sẽ luôn. Thì nhà này chủ đang cho thuê luôn nha anh chị. Thì cái giá chỉ có là 850 triệu, thì anh chị mình về có thể mình gặp chủ mình thương lượng giá cả thêm nha. Nhà mình có được cái cổng rào nè ha, có cửa là rất là an toàn luôn. Em thấy được hai cái cửa luôn nha anh chị, cửa hai cái cửa chánh luôn. Ở ngoài đây là có một cái cửa, ở trong mình có một cái cửa riêng luôn, nên cái nhà mình là rất là kiên cố anh chị, mình khỏi sợ. Ba dàn cửa luôn, luôn tính luôn cửa cổng nha anh chị. Anh chị mình thấy cái dân cư ở đây anh chị mình cũng thấy rất là đông đúc luôn, cửa rổ luôn nha. Thì anh chị từ thành phố Hồ Chí Minh anh chị mình về đây chỉ khoảng là 55 km thôi. Anh chị mình về tới dòng xe cao tốc Tuân Lương thành phố Hồ Chí Minh, anh chị mình vô đường quyện lộ 32, mình quẹo vô nhà mình chỉ có là một sẹt thôi là tới căn nhà mình liền, rất là dễ đi luôn anh chị ơi. Thì đặc biệt cái video này em quay là hai căn nhà một lượt luôn nha anh chị, nên cho anh chị mình có nhiều sự lựa chọn nha. Giờ kế tiếp đây em sẽ quay thêm một căn nhà nữa nha anh chị. Đây là căn nhà của mình ha, là căn nhà này là 850 triệu nha. Giờ em chuẩn bị em quay thêm một căn nữa kế bên liền kề với căn nhà mình luôn. Thì căn nhà kế bên của mình có diện tích là, thì đây là một căn nhà thứ hai nha. Căn nhà thứ hai mình thì có cái nhà mình tổng cộng căn nhà thứ hai mình là có 353 m2 nha. Thì nhà mình sẽ nở hậu rất là rộng nha. Thì con đường em đang đi vô cái cổng rào này là được là 5m2 nha anh chị. Sau đó nở cái bụng ra rất là bự luôn, tại vì đất của mình tới 353 m2 luôn. Này anh chị thấy không, ở đây là có thêm một căn nhà đó nha. Chạy như cái clip này em quay hai căn nhà cho anh chị mình lựa chọn luôn nha. Thì hướng nhà cũng là hướng Tây nha anh chị. Thì căn nhà này thì nó hơi cũ nha anh chị, xây theo kiểu xưa là kiểu nhà Ba Giang, anh chị biết nhà Ba Giang thì biết rồi đó. Thì rất là rộng luôn. Anh chị mình thấy căn nhà này cũng được nha anh chị, cũng không mới nha, cũng cũ, về mình có thể mình tu sửa nha. Được cái lô đất mình nhiều nha, 353 m2 nha. Thì hiện trạng căn nhà này thì chưa thổ cư nha anh chị. Thì anh chị không biết nhà Ba Giang thì nó rất là rộng luôn, quá trời phòng ngủ luôn anh chị ơi. Và giá căn nhà này là giá 1.2 tỷ nha anh chị. 1.2 tỷ hiện trạng, và đất và nhà của cái căn thứ hai này là đất trồng cây lâu năm nha, chưa thổ cư. Thì căn nhà 850 thì thổ cư full với chủ quyền đầy đủ, còn cái này là còn đất trồng cây lâu năm nha. Thì em xin nhắc lại địa chỉ căn nhà của mình là thuộc xã Thân Cửu Nghĩa của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Đây, nhà mình thì cách đường huyện lộ 32 mình, đường lộ nhựa lớn lắm chị. Đường lộ nhựa huyện lộ 32 là rất là rộng, đang làm là đường xe tải lớn chạy được luôn. Rồi cách đó chỉ có là 300m, em nghĩ chừng khoảng 300m là không tới nữa anh chị. Thì anh chị nào biết ngay chỗ ủy ban xã Thân Cửu Nghĩa thì mình đi vô căn nhà mình chỉ có khoảng là 300m thôi. Đây anh chị, ngoài sau đây thì em thấy còn đất rất là nhiều luôn nha.
Thì anh chị nào muốn về đây mình đầu tư, mình có thể mình xây nhà trọ là em thấy là cũng ngon nha anh chị. Tại dân cư này rất là đông đúc luôn, bán kính chỉ có mấy trăm mét thôi là có chợ, trường học, ủy ban dân xã, cũng gần ở chỗ chợ đêm Tân Hiệp luôn. Cách chợ đêm Tân Hiệp mình chắc khoảng là 700-800 mét thôi, và cách quốc lộ 1A mình cũng chưa đầy một cây số nha. Thì căn nhà này cũng như căn nhà 850 triệu nha anh chị. Nhà này cũng là hướng tây, tổng cộng mình có là 353 mét vuông, đất của mình là đất trồng cây lâu năm nha, và giá là 1.2 tỷ. Thì căn ngoài trước thì em cũng đã nói rõ rồi, thì anh chị nào quan tâm thì cứ gọi em, thì số điện thoại em có để trên màn hình nha. Thì số đó cũng là số Zalo em luôn. Thì anh chị nào có muốn bán nhanh nhà đất thì cứ alo em luôn nha. Em nhận bán nhà đất tại tỉnh Tiền Giang, em mua lợi tới nhà em quay mà không có tốn cắt bạc nào của anh chị mình luôn nha. Thì video của em đến đây hết rồi, em cảm ơn anh chị mình đã xem hết video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại.